Khác với những ngày trước đây, theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô, phần lớn người dân đã ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ở nơi công cộng. Thời điểm này, phần lớn người dân đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chỉ một số ít có ý thức phòng dịch chưa cao. Thông điệp 5K của Bộ Y tế được tuyên truyền rộng rãi. Thường xuyên vệ sinh sát khuẩn và không tụ tập đông người, nhất là những nơi gần khu vực cách ly. Mọi người là cũng cảnh giác khi ra ngoài là cũng phải đeo khẩu trang, rồi là rửa tay sát khuẩn cẩn thận. Và mọi người đều không tập trung ở những chỗ đông người. Vẫn phải đeo khẩu trang như mọi người. Cố gắng tốt quy định để việc đầu tiên bảo vệ thân thể mình đến người thân, mọi người xung quanh. Thành phố Hà Nội đã kích hoạt công tác tuyên truyền phòng dịch bằng nhiều hình thức. Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch ở nơi công cộng. Tuyên truyền nhắc nhở và xử lý theo chỉ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, thì công an phường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban cùng lực lượng y tế phường là tham gia gọi là xử lý các trường hợp gọi là cố tình không đeo khẩu trang. Trước đây là đeo khẩu trang là phạt 200.000, nhưng từ khi có cái văn bản mới thì đã phạt lên 2 triệu. Số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng vẫn không ngừng gia tăng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tuyệt đối không được chủ quan.